Truyện tranh Trần Quỳnh, bản màu giới hạn, tập 391, không cho Hoàng Lương. Người là ở đâu, tới đây làm gì, định trộm cướp phải không, không sợ tôi bắt à? Bé là ai mà ăn nói hỗn vậy? Bà Trợn. Ôi da! Còn nít nói chuyện với người lớn mà xưng tôi, ai dạy mày vậy? Thôi đừng có đánh nó không biết thì dạy nó. Ngô sẽ báo chù. Hình như anh bị trúng gió, mặt mũi xanh lè kìa. Đói chứ không phải trúng gió. Đợi em về lấy cho anh mấy củ khoai lang luộc. Cảm ơn bé, tôi không nhận đâu. Sao vậy? Lớn không xì nhỏ, nhục lắm. Gần chết đói mà còn làm chảnh, theo coi ảnh làm gì? Cháu đói quá, xin ông giúp. Ông trẻ ơi, sao không đi làm ăn mà lại đi xin ông già? Cháu chưa tìm được việc làm. Ở bến thuyền cần người khuôn hàng, tới đó xin việc đi. Cháu đói quá, đi không nổi. Ráng mà đi, đi đi. Ơ, nghẹt thở, cứu. Ông Ngọ bị xỉu, gọi thầy thuốc mau. Tránh ra cho tôi xem. Để tôi làm cho ông ấy tỉnh lại. Anh này có học nghề thuốc. Ông Ngọ tỉnh lại rồi, hay quá. Ơ. Bịch. Tới phiên ông thầy thuốc xỉu. Ảnh bị đói đó, cho ảnh ăn là tỉnh lại liền. Măm măm, he, tỉnh lại rồi. Thầy thuốc quỉnh hay ghê. Cảm ơn, tôi đi tìm việc làm đây. Anh có nghề thuốc, sao không làm thầy thuốc? Sao bái biết tôi có nghề thuốc? Hồi nãy anh cứu ông Ngọ bằng cách mở huyệt, không học thuốc không biết cách đó. Anh cứu người bị nghẹt thở bằng cách bấm vào huyệt Văn Môn và Trung Phù trên vai cùng lúc với huyệt cực tuyến ở nách. Vậy là bé cũng có học thuốc, sao không làm nghề thuốc? Sau này em sẽ làm vua, không thèm làm thầy thuốc. Anh làm thầy thuốc đi. Đâu có vốn mà mở phòng thuốc. Theo em. Chú có ý muốn mở phòng thuốc từ thiện, con tìm được thầy thuốc rồi đây. Có chắc cậu ta là thầy thuốc không? Chắc luôn, con đã thấy tận mắt. Cậu học thuốc ở đâu? Ở trong tù à? Hả? Trong tù, tôi ở chung với một ông thầy thuốc, ông ấy dạy tôi. Cậu phạm tội gì? Ăn trộm mà. Mặt mũi sáng sủa vậy mà đi ăn trộm. Nghèo quá, cha mẹ đau bệnh liên miên nên phải đi ăn trộm. Ở tù mấy năm? Dạ 3 năm. Được tha tù hay trốn tù vậy? Có giấy ra tù đây ạ. Được rồi, ta sẽ mở phòng thuốc. Thuốc men ta mua, cậu chữa bệnh miễn phí cho dân chúng. Ta trả lương tháng cho cậu. Chỉ cần cậu nhớ một điều. Điều gì ạ? Đừng có ăn trộm thuốc của ta đem bán. Hình như nhà của ông thầy thuốc Hữu cháy. Nhà cháy bà con ơi. Có cháy gì đâu, ông hút thuốc lào phun khói như nhà cháy vậy. Ông hút thuốc gì mà ghê vậy? Đói quá hút thuốc cho đỡ đói. Sao thầy không nấu cơm mà ăn? Hết gạo hết tiền luôn. Dạo này không có khách, đói quá. Người bệnh tới phòng khám miễn phí của thầy Lương hết rồi. Thầy Lương ở xa mới tới, chữa bệnh mắt tai mà lại miễn phí. Thầy Hữu ế. Lâu lắm mới thấy thầy tới ăn bún. Chị bán chịu cho tôi nhé, vài bữa tôi sẽ trả tiền. Không sao, thầy cứ ăn, khi nào có thì trả. Thầy thúc đi ăn chịu. Đói quá thì phải vậy thôi. Thím Lưu đi đâu đây?
Con đi ăn 4 triệu hết tiền rồi. Đây, ăn đi, tôi không lấy tiền đâu. Mợ ơi, con cũng muốn ăn 4 triệu ạ. Có chả lòng gọi, chịu không? Quân tử không ăn món đó dành cho nhỏ mắm. Nghe nói có ông thầy thúc giỏi lắm, làm việc cho làng phải không? Dạ có ạ, đó là thầy Lương, mới ở tù về, giỏi lắm, quá khứ của thầy tội lắm. Ở tù vì tội ăn trộm mà được làm thầy thúc à? Mày chết với tao, ha ha. Bẩm quan, ông Lý Lưu dùng một tên mới ở tù về làm thầy thuốc cho làng ạ. Không được, gọi ông Lưu lên gặp ta. Bẩm, thầy Lương đã mãn hạn tù, thầy đâu còn là tội phạm nữa ạ. Dù đã ở tù xong, nhưng máu ăn trộm trong người hắn vẫn còn, hắn sẽ quay lại nghề cũ. Bẩm, mình phải cho người ta cơ hội để hoàn lương chứ, ai cũng có lần lỗi lầm mà. Ta không tin chuyện hoàn lương. Người ta hay nói đánh chết cái nết vẫn còn. Đuổi hắn đi đi, hắn mà gây ra chuyện gì thì ta bắt tội ông đó. Quan xử tào lao, quan không cho người ta hoàn lương, chú kiện quan đi. Cho vàng tao cũng không dám kiện. Mày có cách gì cứu cậu Lương thì làm đi, tao không dám ý kiến với quan. Không cho Lương hoàn lương, ác ghê. Vào hỏi ý thầy Luyến. Đó là chuyện nhỏ, các quan địa phương giải quyết, triều đình không can thiệp đâu. Con nhờ thầy nói chuyện với quan ấy. Quan vùng đó là ông Hậu Gàn, ổng gàn lắm, nói chuyện với ổng một chút thì cãi lộn à. Bẩm tăng vật đây ạ. Ủa, thầy cũng lo việc hình nữa sao? Người ta bắt được một tên muốn đầu độc chúa thượng, trong người hắn có hai lọ thuốc này, người ta muốn ta xem trong thuốc này có chất gì. Lọ này là thuốc độc, uống vào sẽ bị hôn mê một thời gian dài. Lọ này là thuốc giải. Thầy thử nghiệm chưa ạ? Rồi, thuốc giải hay lắm. Tự dưng con buồn ngủ quá. Giường đó, ngủ đi. Chờ thầy ra ngoài. Hò. Ngáy như vòi rống, ngủ cũng không giống ai. Cắt kỹ mấy lọ thuốc này. Ông Luyến ơi, phu nhân của tôi bị gì mà non ói ghê lắm. Để tôi tới xem. Biết thế nào thầy cũng đi ra ngoài mà. Xin thầy tí thuốc. Lấy con mèo làm thử nghiệm, liều nhưng phải cẩn thận. Ăn đi, cá có thuốc độc đấy, ngon lắm. Mê rồi, cho nó uống thuốc giải. Tỉnh lại rồi, thuốc an toàn. Sao ông chưa đuổi thằng Lương đi? Ông định nuôi kẻ trộm hả? Xin quan cho mấy ngày nữa, cậu Lương đang chữa cho một số người chữa bệnh, chưa khỏi hẳn. Có cách gì chưa? Mấy ngày nữa là phải đuổi cậu Lương đi rồi đó. Chưa trúng. Không hả? Tao hỏi một đằng mày trả lời một nẻo. Chú bưng cái đĩa này đi tới, đi lui ở đây giùm con. Làm trò gì vậy? Chưa trúng, chú đi tiếp đi. Tao không rảnh để chơi với mày đâu à. Nhỏ nước gì lên đầu tao vậy? Chưa trúng, chú đi tiếp đi. Mệt lắm rồi nè, không giỡn nữa. Tách. Trúng rồi, chú đi lần nữa đi. Tách. Được rồi, nhuyễn tay rồi, chú về được rồi. Nhắc cho mày nhớ, tao là lý trưởng chứ không phải đàn em của mày. Theo phụ tao. Mày núp ở đây, khi nào thấy ông lính bếp bưng cơm cho quan đi tới ngay phía dưới tao thì mày gọi cho ổng đứng lại. Tao không biết tên ổng, cứ gọi là chú bếp. Ông bếp ra. Chú bếp ơi. Ai gọi tôi vậy? Con gọi nè. Gọi tao chi vậy? Nhắc chú bưng cơm cho quan. Tao đang bưng đây, dở hơi. Trúng rồi, nhỏ thuốc độc trúng đĩa thịt rồi, nhờ có tập luyện với chú Lưu.
Mời quan ạ. Xin quan ăn từ từ cho đúng phong cách nhà quan ạ. Đói muốn chết đây mà đòi phong với cách. Ăn no, buồn ngủ. Ngủ cũng chả đúng phong cách nhà quan, quan hư ghê. Bà ơi, quan ngủ từ hôm qua tới giờ mà không dậy ạ. Coi quan còn thở không? Còn ạ. Ông ơi, dậy đi coi hát. Ào. Cũng không dậy. Quan bị gì rồi? Chạy đi gọi thầy thuốc hữu cho ta. Mạch vẫn tốt, quan có bị gì đâu. Lấy mấy hạt lúa và bắt một con gà cho tôi. Cho gà mổ rốn, quan sẽ tỉnh. Cốc cốc. Vẫn không tỉnh, tôi chịu thua. Nghe nói có ông thầy thuốc giỏi lắm ở chỗ ông Lý Lù, gọi ổng đi. Tìm thầy thuốc Lương hả? Quan đuổi ổng đi rồi. Ủa, tôi ở đây mà sao nói vậy? Anh cứ ở yên đây đi. Thấy tao giống ma chưa? Cái gì chấp chấp trên đầu mày vậy? Đôm đốm. Tao đi hù quan bà đây. Ai đó? Mà đây. Quan đâu? Bệnh rồi. Tìm quan làm chi? Để bắt đền. Tại quan mà tôi chết. Tôi nghèo, không có tiền chữa bệnh. Có ông thầy Lương tốt bụng chữa miễn phí cho tôi. Tôi gần hết bệnh thì quan đuổi ông thầy đi. Bởi thế nên tôi chết. Quan phải đền mạng cho tôi. Vậy có phải ma làm cho quan bệnh không? Tào lao, không có ma quỷ nào làm cho ai bệnh được hết. Quan bệnh là tại vì quan bệnh. Tìm thầy chữa đi. Thế thì tôi đền mạng cho ma bằng cách nào? Miễn thuế cho dân chúng một năm. Tôi sẽ làm theo ý của ma. Ma ơi, nhờ ma một chuyện. Ma có biết thầy thuốc Lương ở đâu thì ma gọi thầy tới chữa bệnh cho quan được không? Được, để ma tìm cho. Anh cầm lọ thuốc này cho quan uống, quan sẽ tỉnh. Bà ơi, thầy Lương xin gặp bà kia. Con ma tìm được thầy. Thầy không dặn quan hả? Dặn cành hồng đây. Tôi muốn hoàng lương mà quan không cho. Không cho tôi làm người tốt. Tôi lại thành người xấu rồi lại bắt tôi. Giận thì giận, nhưng tôi vẫn cứ quan. Để quan chết là tôi có tội. Quan bị như vậy mấy ngày rồi? 2 ngày. Cũng còn may, qua ngày thứ 3 quan sẽ tắt thở. Quan bị gì vậy thầy? Chết tạm, không chữa sẽ chết thiệt. Lấy cho tôi cái xẻng. Nại miệng quan ra. Trời, nại miệng mà ổng dùng cái xẻng. Hả miệng rồi. Một canh giờ nữa quan sẽ tỉnh. Tôi đi đây. Khoan à, thầy chịu khó đợi quan tỉnh rồi hãy đi. Ừ, đợi. Quan tỉnh rồi nè. Bộ tính đào lỗ cho ông ta ở đây hay sao mà có cái xẻng ở đây vậy? Ông thầy dùng để cứu quan đó. Thầy nào? Thầy Lương này đây. Ta đuổi ổng đi rồi mà. Bẩm, tôi đi rồi, nhưng bà nhờ một hồn ma đi tìm tôi để cứu quan. Ngươi dại quá, ngươi cứu ta sống lại để ta lại đuổi ngươi đi nữa. Quan đuổi thì đi thôi. Ông quan chồng của tôi, ngồi xuống nghe tôi thuyết pháp. Tôi không nói tới những tên tội phạm không muốn hoàn lương. Tôi chỉ nói tới những người muốn hoàn lương. Người ta có ý muốn hoàn lương thì mình phải giúp người ta chứ. Ông làm quan kiểu gì kỳ cục vậy? Ông đuổi thầy Lương đi để có người chết kìa. Thầy Lương là người tốt, tuy bị ông đuổi đi nhưng vẫn cứu ông. Ờ ha, phu nhân nói có lý, rất có lý. Ta không đuổi ông nữa, cứ ở đây làm thầy thuốc. Tiền công chữa bệnh bao nhiêu vậy? Bẩm, tôi không lấy tiền ạ. Ê, không có được. Không lấy tiền, không có tiền xài lại đi ăn trộm nữa. Ông Lý Lù có trả lương cho tôi. Ha, không bị quan đuổi nữa. Tiếp tục hút thuốc lào trừ cơm. Ủa, mày làm thầy thuốc ở đây hả Lương? Ừ,
cũng mới về đây thôi. Mày có nghề để hoàn lương, tao chẳng có nghề gì, chắc tao sẽ hoàn ác. Có nhiều việc làm mà đâu cần phải có nghề, ráng đi, đừng hoàn ác. Tao sẽ ráng, chữa cho tao cái chân, đau quá. Mày có nhớ thằng Lương ở tù chung với mình không? Nhớ. Giờ nó làm thầy thuốc ở nhà làng của ông Lý Lu, bảnh lắm. Nó có điều kiện để hoàn lương, mình thì không. Không cho nó hoàn lương. Mình sẽ lôi nó theo làm ăn với mình, chiều rủ nó đi nhậu, tao sẽ nói chuyện với nó. Tụi tao có ý trộm nhà ông Lu, nhưng chưa được, nhà ổng có tuần đinh canh suốt đêm, không vào được. Mày ở trong nhà ông Lu, mày làm nội gián, mở cửa cho tụi tao vào. Tôi không làm chuyện đó nữa đâu, tôi muốn sống lương thiện hà. Mày không giúp, tụi tao sẽ phá, không cho mày làm thầy thuốc. Tao sẽ bẻ một cái tay của mày, mày biết danh tao rồi mà. Ông Lu nghèo lắm, nhà chẳng có gì quý giá đâu mà trộm. Không tin, lý trưởng mà nghèo. Cho tôi thời gian suy nghĩ, mai trả lời. Mày mà tố giác tụi tao thì sẽ có đứa xử mày à, chiều mày ra đây trả lời. Giờ tôi phải làm sao? Dù chúng vô, tốn hết. Không được đâu, tôi mang ơn chúng, tôi không thể gài bẫy cho chúng bị bắt, thất nhân lắm. Ở trong tù, tụi nó hay trộm thức ăn của nhà bếp, chia cho tôi. Việc gì nặng nhọc chúng làm giùm tôi hết, tôi không thể hại chúng. Mai anh cứ ra gặp họ, nói như vậy. Tôi quan sát kỹ rồi, nhà ông Lu không có gì quý giá đâu, tìm chỗ khác làm ăn đi. Mày cứ giúp tụi tao, coi như mày trả ơn, còn chuyện tụi tao có lấy được gì quý báu là chuyện của tụi tao. Tôi giúp một lần thôi nghe, hứa là sau lần này sẽ không quấy rầy tôi nữa. Hứa, sau vụ này tụi tao sẽ đi xa. Đứa nào thất hứa, trời đánh, thề đi. Thề, đứa này thất hứa, trời đánh đứa kia. Tối nay tôi sẽ phục rượu đám tuần đinh, khi nào tôi ra hiệu thì vô. Cho phép ngủ, thấy trộm vẫn cứ ngủ, đừng có la. Đêm nào cũng gác như đêm này thì quá hạnh phúc. Thằng Lương ra hiệu kìa, vô. Tuần đinh ngủ hết rồi. Leo vô cửa này, ông Lý Lù ngủ ở gian bên cạnh, đừng làm ồn, tôi gác ngoài này cho. Đừng làm ồn. Đã nói đừng làm ồn mà, ói. Đạp trúng cái gì nhộn hắt ở dưới đất, đau muốn chết. Đạp vỏ mít không la mới lạ. Đúng là không có gì quý, lư hương chăn đèn đều bằng đất, bán không ai mua. Đồ quý giá đã được dọn đi hết rồi. Không có tiền, chỉ có quần áo. Lấy quần áo bán cũng được. Ồ, một cái hộp nhỏ bên dưới quần áo, vàng ở trong đó, tao nói không sai đâu, lấy đi. Đói bụng quá. Ông Lu dậy, chạy thôi. Cảm ơn, không hẹn gặp lại. Vĩnh biệt hen. Ăn trộm, rượt theo bắt chúng. Lộ rồi, chạy mau đi. Đi ăn trộm bị rượt phải không? Nhìn bộ dạng là biết, đừng có chối. Quẹo hướng này, có một chiếc thuyền sắp nhổ neo, lên thuyền thoát đi. Không có tiền đi thuyền. Tiền nè, đi mau đi. Đi ăn trộm mà cũng có quý nhân giúp đỡ. Nhưng mà cho vàng, ổng cũng không dám nói chuyện này cho ai nghe. Trò của ông Quỳnh hả? Ừa, ông Quỳnh làm vậy để bà Bảy cô đơn nghỉ chơi với cha của con Thu. Má ơi, cha của con Thu rượt đánh tôi. Đứng lại nói với ổng vậy nè. Ha ha. Bác mà đánh con sẽ mét bắt gái vụ bác mua bánh tặng cho bà Bảy cô đơn. Mày biết tao hả? Con là bạn của Thu mà. Thôi ngang, hòe ngang, đừng mắc ngang. Nhà tôi vẫn hòa bình, mẹ tôi không biết gì hết, cha tôi không còn quen với bà Bảy cô đơn.